bao nhiêu thằng trẻ trẻ nó sinh ra cặp bằng 25 năm sản ừ. Rồi cặp bằng 5 đô 20 bằng lý vậy rồi hằng vừa chưa tạm sở mí à rồi rồi anh sơ kêu sao 5 tuổi ý là tới trẻ nó sẽ bị đỉ. Hi, hey you. Vâng là sơ, không phải cua sơ. Cua sơ có nghe. Ý là đi trẻ nó sẽ bị đỉ. Ai đỉ chỉ là ngay một cũng đi trẻ đâu đứa. Chỉ đỉ mà chửi hả? Để phát hiện cho mình. Đi lại nhiều thì ý ảnh nhiều. Thì mà những công nhận với anh nhiều. Bớ hả? Gì mà lại nó cũng nó mới làm lý đúng không? À. Nó lại gì? Thì sao rất? Ai mà cua đấy? Gì gì để ăn bún cháy. Cháy á? Sơn chưa đặt một đôi cháy ăn rồi hả? Tưởng có ăn cháy nữa. Là cháy cháy không? Bán kỳ. Ăn kỳ để ăn tắng hái. Biệt mỹ với hôm nay lên. Chưa kỳ lên à? Ừ, trưa lên. Chắc phải 12 giờ mới rửa rồi nữa. Thì kỳ sống xuôi phải 11 rưỡi. Ăn uống luôn nữa phải 12 giờ mới sống. À, nghỉ nha. Dạ, sáng em nghỉ đó. Ăn thịt kỳ luôn, tắm ngay 300 gram. Tắm ngay rồi đi làm rồi thấy mẹ ớ. Ừ. Thì vì ở nhà cũng làm tí nhá. Học cũng làm cùng vợ nha. Thì nữa cái tắt nhiên á. Học gì giấu đi bên gì. Bây giờ có thể nhau đi. Tắm ngay cô bá tên thì nhí. Nó chỉ cần mình đi làm. Mẹ ở bên nhà kìa. Ừ, đi học ra đi. Nó nghĩ gì chịu không nó đi tắm ngay đi hồ tao đi kiếm nó không cho nghĩ mình đăng ký lịch trình đi mình học mình đăng ký mà tại ngoài nghe cho được đó phải phải cái đó biết phải nhớ đấy phải cách nhìn mà việc với nhau khỏe luôn những bỏ lên chiều đi 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 mình cũng giấu mà tùy họ hỏi dù ngoài họ cũng hỏi ở trong nhà mình chắc khi đi lên hồ nào học món nữa mới em món sao lắm mình họ nói họ đi nói giống như kiểu mà trong tiếng nói những bạn mò rồi nữa quỷ đó Ê, tao kể cho mình nghe chưa tao đi đưa
kể cho nghe chuyện đến xóm tao có mùi da nữa. 70 tuổi rồi mà mất nét dễ sợ lắm. Ngồi lên cái mất nét. Ê, tức tức dễ sợ lắm ý. Mỗi lần ví dụ tao mà đi xe đi ra đi làm rồi dắt xe đi là mùi đã cực nhà là mùi dừng cái chuỗi này rồi mùi được mùi nhìn nữa. Mùi nhìn công khai rồi mùi được mùi nhìn rồi mi. Mùi nhìn mới tự mùi biệt tao nhìn mùi cũng được mùi nhìn nữa. Rồi con bữa trước á, mẹ tao coi được thiệp cưới mà chị là chị ghi thiệp. Bắt xong bớt tấm xóm hai cái mùi nữa thì mùi mùi sống. Thế chị mới ghi vô lắm kính mới ó sống là mẹ vái vệ mẹ chị mới ghi là ó sống đúng rồi. Mùi đẹp thiệp có một trả lại một chuyện. Mùi đẹp biết thì hỏi cho nên mà ghi tên đi. Ông sống chết rồi mà con lối lên nào. Ông sống là tên trong mùi mà đâu sống hai kêu nữa thế. Chứ ai biết mùi tên chi. Có chửi chửi rồi bắt trả thiệp lại. Tôi điếng nhờ tôi tức dễ thử luôn. Bắt tư cây nữa chứ tôi gặp mùi tóng thêm chào nữa. Có nghĩa là thiệp cười của hôm mơ đem có trả lại nữa. Điều không mà điều gì lý giải với lũ chứ nữa. Nhưng mà ý là trong sọ bà mà kêu thì ai được tính thật của mua tên chi. Không ai kêu tính thiệt của mua hết, nhiều quá. Chị được hỏi chứ, khi chúng đi thiệp á. Nhưng mà có tới mức có phải tự nhiên đánh thiệp cười của họ rồi trả lại mốt. Tự nhiên có làm giống như tàu ăn hết đôi chi của mua đó. Có kiểu lơ hùng hồ lắm. Điều mà ghế nè, điều mà ghế nè. Chứ nữa thay nói đa ngon, nói những việc thì cái mà hỏi tên mà ghi thôi. Ghi tên trong mùa chết rồi. Ý là cảm la hả thằng kêu đến mua rồi. Khổ lắm em trong... À không, mày chị nói. Để đi cứ nói lên. Ý là trong tên hợp mùa thì kiểu là cố đến chắc luôn. Rồi thì nó tao mua lên. Là mây hết rồi đó. Vậy tí có nỗi cái gắt lắm, giống như họ cùi kiến. Nhưng mà ý là gặp cái chỗ đến chị thằng thằng lý sư nữa. Cái chỗ em lý sư sơ lắm. Chị đứng rồi nói ngoài chỗ em thấy ai ghi tên nó được lấy mà thấy lời chị cứ bắt đầu lên nói. Thì nói thôi ai mà đem sách thiệp qua trả cho họ gì sơ nữa. Cũng đừng nói là một tăng là mình đi về. Nhưng mà biết được càng lên thế không một trả thiệp ra rồi muốn đi đúng không ạ. Bực từ nữa tao gặp một tao ẹt thâm trao luôn. Mà ở gần lắm à? Ở đối diện nha luôn. À không, mẹ chị tư cái nợ chưa bơ. Lúc đầu mẹ chị cùng bực. À rồi con biết làm không? Bữa cưới chị là chị làm tổng nhà chị mau văn đông quá. Mới bữa đi hỏi làm mau nữa tới tiếng có nói với câu chị nói. Tưởng nhà có chuyện chi. Làm mau văn rồi rửa vẻ đổi đi rồi rửa. Thấy nhiều chuyện quá. Bất cầu tới nãy thức quái thảo ra nên mẹ họ đem đổi lên mau khả năng đi điếm mẹ thức mau như vậy. Tôi tưởng nha có chuyện chính đưa rồi. Ừ. Mẹ ơi mà trong khi cái cổng cưới để cái bàn có đông nhưỡng lắm. Mẹ không nói lên. Bữa nào nó xanh hơn ra nó văn the ra nữa thì mình lại văn đông văn sáng. Nhưng mà trong khi cái cổng hóa. Vang nó còn trắng chứ. Nhưng mà trong khi cổng cái cổng hóa đó mới bị giảm. Họ có điếu quá. Chúng đâm cười tao còn như chuyện khai được á. Bình trưởng á. Bạn có một chị á. Bà ơi, mấy người một chị đi học nắm tắm. Nó cách đấy phải bụng nắm lôi. Lôi là nắm tắm to chứ nữa. Tới lúc cưới mưa lao. Đẹo thêm ơi hửi thì đẹo thêm gửi đẹo thêm gì. Nó đi đúng không? Không hứa. Không đi không gửi mà cũng không nhận tiếng luôn. Ở Việt Nam nó không đi đâu quý. Không, đây bàn. Không gọi cho mua đi bàn. Men dần nó mù, men dần theo kiểu men dần theo kiểu mù đó. Xong rồi có chưa cô về chị mẹ chị vừa chưa mua ý lên chứ mua gặp thì cũng chào con chị gặp chuyện cháu mà trên e trên lan tao quan tâm cả cháu hỏi làm gì vậy gặp mấy kiểu cũng thưa rồi là về bị đổi luôn. Thế là bây giờ đó, thì mời mọi người.
Vâng, Bình Thuận mua hay là răng nữa? Ý là mua gần nhà làm hay răng á? Chị tưởng gọi nhà làm là đặt giùm chị. Mà chị bật tẩy nó đặt một trăm cái mà phải đi nét. Mà băng dông dông rồi đấy, chị ngắn. Chị thích cái này, chị thích mềm. Chị thích mềm gì? Trước đây có bò nấu tiếp gà kho xạ bánh đa nem ngon. Bò nấu tiếp có bò nem xin đáy quá không chị nói nha chị Nhi cũng á. Bánh tiêu thật đấy. Đỏ chưa ai dùng lúc đây gì sao về hết đi đi như vậy đi thì tôi đi Việt Nam mình đi đó mặc cưới à cái hóa Vâng, chị nghĩ là chị lại trả giấy hậu để mua về ăn á. Vâng thế. Vâng, ngày nay 30 mà chị đặt lên cũng lúc.
nay chị ai sẽ đăng giới hội? Ăn không ăn sao riêng được à? Nói gì hết? Nó nói là cái bạn này cái đi trong vô mua trong về về đạt đâu mua cân trong một ngang ba người em à ba người em cũng bận bớ ấy thôi bớ bằng một thôi à bạn đi bớ đến nhà tôi gọi luôn xin lỗi mí ý là đối diện nhà con chỉ có cái bớ mà trại đẹp thì sớm lắm không dây được nữa gì đấy gì hay ăn á bớ nói chung là bớ lớn bạn được mà chia được vì thế mà con sim đó mà con sim thì ok con bớ thì chiều đấy của chị em. Vậy bữa ai mua thanh tra người cái nói nhé. Đúng là con muốn hoài thì đã. Mua sập vang nữa hả? Mua sập vang thì bạn luôn. Vâng, cho mình cái riêng đi chắc chẳng hơn riêng thì chắc 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 mệt mạn ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hồ đây em đấy. Mì đang ăn. Mì đang ăn lắm. Không còn gì nữa, không còn gì đạo thôi. Mì bên nào gắn hướng. Không biết thiệt ạ. Bộ đấy đi. Chẳng. Cậu em vẫn được nhơ chứ gì á. Chị được nói xin chào. Được nhơ chứ gì. Đem cái hộ cái gì. Con còn đem rồi mì không? Muốn lấy nó hò hết. Đợi, đợi mua 5-6 hàng. Tôi bạn nghe họ trông mình chị mình nói em năm sau ăn đó. Đôi khi ngay hạn nữa rồi để máy hồi kêu đi lấy chồng. Mọi người cho em xin mua được rồi mua năm sau gì. Mọi người cho em xin để em cắt thì diễm ra em giảm. Cắt thì diễm ra em giảm. Đôi khi em cắt đấy. Có ai cầm em muốn? Em sẽ tổ chức. Tao gạt những cái đồ này bây giờ tao chơi bao nhiêu lâu rồi nữa đấy hết á. Không quá ừ. Gòn ai xong mới gòn xong mới con dư thêm cả 3 phút. Cái hộp để em cái đầu nha em mở đá là hộp vịt bị mờ miếng xong hoặc đồ đóng hết luôn. Rồi gòn á. Cái hộp nó bị hở đó. Em phải làm gòn á. Gòn. Em đem đây là vịt đồ đóng rồi luôn. Đi đúng chứng. Bây giờ mình phải đem đi thẳng đi đây hả? Con lại 15 ngàn thôi. Thì ông nói là ai mua 50. Không bị khỏi nữa thì 15 ngàn ừ. Em mẹ được đâu. Học được 8. Đeo cái ngôi thôi đuổi góc quấy thôi. Hắn đâm đồ lắm đi. Đó. Đeo cái ngôi đặc tính đi không? Đeo ăn cái ngôi đặc tính. Cả giá mùi cháy. Đưa bọn người ăn tay mình đây. Ngày đi bữa ăn hùng hùng thiệt ngon qua mà đi ăn được con bạn nữa.
Làm như là lắm á, em đi dần này. À, mình do nghe. Ừ. Ngon lắm. Ê, chị thấy ăn mình mềm đi nha. Hơi ngọt. Ngọt quá. Đừng có ngọt chứ. Chị ít ăn ngọt lắm. Chú không ăn. Ê, chị ít ăn ngọt lắm. Chị là không ăn. Chị là không ăn ngọt cả. Em nhìn người bạn đây để em quay thì em nghe nó kìa. Chị ăn ngọt như thế. Chị là không thích ăn mày cả mà ngọt quá nhớ nữa. Không cần gì. Làm đồ chơi. Chị đã tì đặt tên video á. Là ghi làm đồ chơi. Đó. Mày cả mini thôi. Mày dương đấy. Cái kê sách mini. Tao đã bay tóc tưởng tượng được mẹ nữa mà làm. Không, đừng tin chị. Không tin chị đi. Vì khả năng của mình với chị là khác nhau. Không tin chị đi. Anh có làm đó quá, mình muốn mày quấy hiện luôn. Mày có hiện muốn. Vì em
việc đến lan nhỏ sửa cái đám bớt. Con á, không sửa kia. Không sửa đấy. Được ngọt nữa. Đi đi mua ngọt như con chị Dương. Thích ăn ngọt mà cũng được ngọt gì sớm. Được ngọt chứ hẳn cô có phải ngọt dễ thương đấy. Chị ăn ngọt dễ ngọt. Có trúng được ngọt đưa ngọt hóc lên đồ chị Dương. Dũng ăn cha rồi chị ăn lạc lắm chị gạt cha. Em nói nghe đưa ngọt gạt cá mới đấy. Em gọt đi đi. Em gọt đi mà chỗ đi. Để ba mua uống á. Động lại đâu đó. Chị biết được con mò mới chắc đô chứ mày. Đô chị? Bây giờ mình sẽ đổ đập quay để các bạn xem. Chị thích uống sụp rái lắm. Mình có một trái bưng, có một con dao. Cho anh bạn mua mặc áo cấp lực đô ghế đi bé. Nhưng ngực tôi là gì sơ hết mà cả có cục cái này. Có mà em làm giấy ra hàng vải hàng đây á. Chị không bao giờ mặc con dây được, chị mặc dây được. Mà hai cái em mập lên mà bà em không biết á. Nhưng mà từ mập đấy, con mở đi ra mất rồi. Ê giọng chị cái vải gì dễ sơ lắm, tượng lắm, không bao giờ mặc đôi giày được lắm. Em chụp ảnh là bị gọi, là bị mập, bị giữa phim. Ê mà ngươi chị chụp của ảnh là bị ổn, chị là ngươi gì. Nhưng vẫn chụp ảnh cũng mập thế hả? Ừ, ngoại ra bị nào không nữa. Cái vải gì dễ sơ lắm. Đỏ da cam vàng, lục. Mình ngay mong gặp á là mình biết mớ họ nhìn đấy nhỉ. Chắc đi làm ở đây ăn đụng dơ rồi. Bởi mình ăn cả ngày gì thế. Bả cứng đi bả cứng đấy hả? Đi chơi đấy. Đi chơi đó. Nó thì có móc chiến rảnh quá ấy. Nó mau tới. Đi đâu mau lên cắn đi. Ê người ăn bông bài ký chứ à? Người ăn mất. Nó thấy người hàng mập hơn anh Nhi à? Nhi đây à? Nhi đây này. Nhi đắng. Nhi đắng. Mắt gì đi chứ, sao nó cắm xuống đây coi à? Người tao lại cảm giác cao hơn quá. Nhi mà mập hơn gì nhỉ? Chị Nhi mở đề vậy? Nhi, con Nhi ổn mà. Nhi không đi. Nhi cũng nhiều mập mà nữa. Gió mặt ổn mà. Gió mặt ổn. Chị lấy gọi là Nhi
gì đây, tay chân nhỏ mà. À chân à tay ăn nhỏ mà. Rồi đang mới kêu tao mà phấn nhí. Mấy con mắt mấy con có vấn đề hơn tao không? Vì nhìn cái mặt kì rồi. Mặt tao chân có ai mà băng. Ý chạy cười gì đưa cho em đấy. Mặt to không vậy trời. Cho hỏi đấy. Vậy em có thích chỉnh villa được không? Được không? Để mặt tròn lại cho em. Em chỉ thích thôi, chỉnh cho em chỉnh răng hả? Nếu chị chỉnh vậy chị chỉnh màu thôi, chị nhìn họ chỉnh màu rồi nó chỉnh giá rồi lên thôi. Nó không sửa, có mấy chỗ sửa cái mình bị căm dai căm nhón rồi thế. Bên mình ra còn tẩm tó lọt dữ lắm. Em có như thầy má. Đi lạc của mình còn nhậm nữa. Con giữ được cho má. Sáng chứ ngon quay nè. Hai quá chứ đúng. À không, chuyện từ bản sớm. Cái này tính tiểu. Tính tiểu gì thì bản sớm cũng hết. Ừ. Nhưng anh quá tính gì mới ra ngoài mà mua đó. Gọi hai đứa nhóm thì những cái minh đệ với mình chứ. Ừ, thì giống nhau. Đi sẵn qua anh Sơn trước tới Mông Nhi tại trường Mông Nhi vẫn còn ngày quay khi đang không tươi gì. Hôm qua cấm. Rồi mình nói cũng tính tỉ rồi như ấy. Trời, hai khi mãi thì giọng nhau tính tỉ thì xin phần thường em quăng tô mì và công sở đi cậu em và đến bên anh. Bấm qua tao thấy là tao có ha ha liền luôn. Khi em tin cho mày ba cậu đi rồi ha ha em quá cho hai cậu đi mới tìm được ai. Mấy cái bài viện này ha ha nhiều ấy. Một khi người con trai nói thương em thì phải thương cho nó. Trần Thanh nói giọng nữa, nói giọng môi. Mấy chữ thương, nó đặt lắm bằng con xưa này. Thì không về quán Facebook ăn sớm đi.
hỏi mới xong, pin mẹ đã biết anh tỉnh lại kêu cúc, lại cúc dễ em đuổi. Nói gì? Mấy cô nói á, sao không có dễ em đuổi em không? Nặng lề lắm, phải bộ tay chứ lắm nè. Đợi 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 lục. Bây giờ mình phải được. Bây giờ mình phải được không? Bây giờ mình sẽ được góc thì tập quan được không sẵn. Không, nó không. Mày thấy tao đựng dây chưa? Đi đi. Được nè. Con cám chứ lạ. Thằng Nam đứng hẳn xích qua đây Nam về tao mới nở mừng đi. Mình ở đây chứ cho biết. Đó đi. Đáng bỏ cho chứng luôn bị đứt rồi. Nhưng bị đây đó á. Cái của em đáng bỏ bố. Thằng không bỏ bố mày tỉnh nữa. Cái em đáng tài bố á. Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu. Thank you.
làm tặng 4 chứ không? Cái chỗ thủy dưới ngưỡng trữ á rạ trăm rưỡi bên đâu đó bận bạn cá thủy đẹp cá thủy đó có phải không không bóng nắng trứng muối mua bên hai miếng kịp chân á cái gì đó có bóng nắng trứng muối cái đó bên là ngon đấy gì cũng miệng được tại lên thì nhật đi là năm chục mất cả con nhỏ đi hay lắm. Ồ, to hơn cái gì cũng biết. Hắn có nhiều cỡ mà. Mua tặng sinh nhật ai mua? Ngày mua, mua cùng rám dâm để được như vả. Lúc đấy em đứa đi học cô đi làm việc chứ mò không phải cô đó làm gì cái gì mi cái gì cái tao để chỉ được mi mi chỉ khi coi được mi tin những tao tao nhá bỏ thời gian năm tím có khi đến em tin gì tin về em xem gần được mi học kia đi cán bộ, bất rồi. Mấy chú em nó tự đi học, tự đi cán đi học thôi. Bơ thì điều gì cũng như vậy đó. Như là những người này cái nào là cái thế đó. Mơ điều vậy cũng bị như thì bỏ sức chịu mình một nó. Không như ta em á, đi lấy cái tay. Đợi nó khó mà mình lấy cái tay. Đấy còn được thế còn được đi mua chi địa khúc. Thấy mua giấm hả? Điên chứ không bả cái mày muốn xì lì xì á trong cái gì ai hôn được nó 62 chứ 70 luôn. Em cũng sợ cái tặng
Thằng dùng bá hả? Thằng dùng bá hả? Em nhìn thằng đúng không? Thằng con đẹp giống mày hơn ấy, nhìn giống mày hơn. Em thì hay quên điện thoại đó. Em hay quên điện thoại đó. Chị bữa làm gì quên quên gì quên điện thoại đó. Em đi uống cà phê xong định về em về bọn rồi anh ba em về xong ra không đi chị tiến chị tiến bạn sống có bỏ lại những chị ngồi trực quê thế bố có phím rồi ba tự nhiên chị thế thì nhật chị hạ lên trước tí rồi. 11 tháng mới cần tới. Mới 11 tháng đó hả? Anh xin nữa không? 4, 2, 3. Dạ không có cái gì. Ê, có cái gì nhá. Mới cái này cắt cờ 5 số tháng rồi thôi. Nó ngồi cái bông ngồi đâu đấy chịch được xịt luôn á. Ba chị đâu đâu thua má. Ờ, đối hiếm nữa. Chị đâu đâu đem má, chị đâu đâu thua má. Sáu mày ăn là nhớ bằng chặt rồi đó. Bằng chặt em đó. Đi cái đồng đâu em ăn vậy. Chứ mốt đường đâu ăn nó sao khó ăn của đấy á. Ê đăng biểu con đấy, tẩy tim hay đấy. Ê đi đi. Hình cục tóc à? Ừ. Nhấn với cục tóc mà nhấn. Nghe gì đấy, cô một cái lại đấy luôn. Mình làm gì lại thôi. Gì đó.
Chị không có biết. Sập mong ai quán vấn tiếng xã nữa. Rồi chắc có ai đem về rồi. Chị hộp nó đang đến á. Chị hộp nó đang khó tìm rồi bé. Chị vừa chưa là chị không. Ờ, biết bài chị hot không? Bài của chị vẫn có buôn tuần rồi thế. Bài mới nhau đi. Ừ. Cái bài đoan nó thấy ái cũng hạt luôn á. Bài người cao. Lẹp tính như hạt các bạn có. Lẹp có lên hạt à? À, lẹp chứ. Thảo có lên hạt à? Cái hạt có lên lắm. Chị biết thôi. Thảo cứ bên hồi đó. À đấy. Bay bữa hạt bay cặp ấy chứ. Bây hạt bay nữa thấy chứ. Cái gì như bay này em đang hứa. Điểm như bay rồi. Đó, nhiều bay con hồi về anh bay. Thì mời đi em thôi nha. Cảm ơn các bạn đã xem, chào tạm biệt các bạn. Hạt chứ, đi lên đi vô và hạt hạt rồi đấy. Không, chị hạt có hay vô mà hạt nữa.